Đi nào nhá. Hôm nay mẹ đi có việc rồi. Hôm nay mẹ sang sẽ gửi chị Thuyết. Con ở nhà với chị Thuyết đi. Nhưng mà chị Thuyết lúc nào cũng quát con, chị có thích con đâu. Ôi giời, quát nhưng mà con còn ở nhà, ở bên chị Thuyết còn có người trông. Chứ bây giờ con xem, mẹ đi ngoài chả nhẽ mẹ lại để con ở nhà một mình. Con ở nhà một mình cũng được. Ở nhà biết đâu có người vào người ta bắt cóc luôn đi chứ. Thế thôi đi sang chị Tuyết. Sang đi phải ngoan biết chưa. Vâng ạ. Đi Tuyết ơi. Cô Hùng dắt em Hằng sang à? Vụ này kiểu gì cho gửi cho mà xem. Tuyết ơi. Chào cô Hùng. Có việc gì vậy cô? À cô bảo này, hôm nay cô lại đi ăn sinh nhật bạn rồi. Ui, cô cháu thấy cô khi nào cũng đi đâu đấy. Nhưng mà cô sang đây có việc gì ạ? Thì cô đã bảo gì đâu mà cháu. À thì cũng giống như mọi hôm đấy cháu. Hôm nay cô lại sang gửi em Hằng ở đây. Cô, cháu nghĩ là em Hằng á, em thích đi ăn bánh sinh nhật đấy. Cô dẫn em ấy đi cùng đi. Ừ giời, nhưng mà sinh nhật nó toàn người cao tuổi thôi, đi sao được. Đi cho thôi, ngồi một góc. Bây giờ tóm lại nhá, là cô gửi em Hằng cứ ở đây đến bây giờ là sáng này, đến chiều cô về. Chưa cô ăn xong ấy là chiều cô về luôn. Tận chiều cô mới về. Trời ơi, cô phải đến về nhanh chứ. Cháu trông cho em Hằng thì đã nghịch rồi. Hay là em đi với mẹ em đi. Mẹ em có cho em đi theo đâu. Thôi thôi, được rồi, thế bây giờ nhá. Là cô đến đây ăn xong cái là cô về luôn được chưa? Cô phải ăn nhanh lên đấy. Cô ngồi xuống cái cô ăn tì tì luôn xong cô về luôn. Rồi, được rồi nhá. Hằng ơi, nhá, bây giờ con ở đây phải ngoan nhá. Nghe lời chị Thuyết đi biết chưa? Con biết rồi. Đến chiều chiều mẹ về mẹ đón. Còn có quà mẹ khắc lấy cho biết chưa? Vâng ạ. Ừ. Chị Tuyết. Chị Tuyết. Chào em. Chị nói trước nha, hôm nay sang nhà chị mà không ngoan, chị tống về luôn đấy. Em ngoan mà, lúc nào em cũng ngoan mà. Trời ơi, câu đầu tiên lúc nào em cũng ngoan, lúc nào em cứ nghe lời chị. Vừa bước vào nhà một cái là quậy banh nhà chị luôn. Thì mình đi vào đi chị, ở ngoài này nóng lắm. Đi. Này đây, chị cho chơi cái này này, đừng có mà gập lên gập xuống hỏng cái quạt của chị đấy. Nhà chị sao mà nóng thế, chả có cái quạt to gì. Quạt to thì phải ở trong nhà, ai bảo em ngồi đợi ngồi ở ngoài này. Hay là đi vào trong phòng của chị nhá. Thôi, đã cho quạt rồi lại còn đòi hỏi không thì đưa đây để chị dùng. Cái gì đấy? Sticker đấy. Chơi đi. Lúc nào cũng sticker. Cho chơi đó là mai hay thôi nhá, chị thu lại. Vâng. Ngồi im đây nhá. Vâng. Và lấy cái này. Lúc nào cũng trò chơi xong rồi mình đi làm cái gì không ấy, có để ý đến em đâu. Uê, cái cô này đẹp thế, mình sẽ dán cái cô này. May quá còn có sticker để chơi. Không á, ngồi chơi với chị Tuyết xong rồi chị nói đau hết cả đầu. Làm sao mà đau đầu, em bị ốm à? Không phải. Thế sao lại bảo đau đầu? Đây, mình có cái bánh với cả hộp quà nữa luôn. Bánh có nhân màu đỏ, chính tả là cái đất của mình. Quà này, kiểu gì bạn ấy cũng thích cho mà xem. Nhìn sang trọng thế này mà, màu nâu lại còn hợp với sự nam tính của bạn ấy nữa chứ. Wow, bánh kem cho em ăn với. Ăn thì nãy đã bảo là đi sinh nhật với mẹ mà ăn mà. Ai bảo không đi. Giờ thấy chị có bánh kem thì đừng có mà đòi hỏi. Mẹ em có cho đi đâu. Kệ mẹ em. Phải đòi đi chứ, không cho đi thì gấp. Wow, đẹp quá. Bị rợn. Bỏ tay ra. Đã bảo là không cho đụng rồi. Rồi mất một hạt rồi này chị. Thì làm sao? Rồi mất một hạt thì chị đặt lên là được. Hôm nay sinh nhật chị à? Không phải. Thế sinh nhật ai? Sinh nhật là bạn cùng lớp với chị. Bạn cùng lớp á? Ừ. Ui, chắc là phải bạn thân thì chị mới chuẩn bị như thế này đúng không? Bỏ tay. Không phải bạn thân. Thế không phải bạn thân á? Mình tặng cái hộp quà này cho là bạn gì sẽ thích lắm đây. Quay còn có quà nữa cơ á. Thì cả sinh nhật là phải quà thì sao. Trời ơi, vừa có bánh vừa có quà. Đây này. Cái gì đây chị? Quà đó. Bánh kẹo à? Em xem thôi. Đây. Xem là được rồi lại còn tay tích thò nữa. Đây này, thấy chua. À, xương chó, bạn của chị là con chó à? Nói linh ta linh tinh chịu quánh cho bây giờ. Sao xương chó đây? Sao lại thích ăn xương? Cái này kẹo hình xương con cún à, hiểu chưa? Con cún là một con vật rất là dễ thương, biết chưa? À. Sao phải đấy? Thì bây giờ viết một cái thiệp, viết cái gì để cho nó tình cảm nhở? Happy birthday bạn đẹp trai. Ô, con trai hả chị? Con trai à? Ừ, con trai. À, em biết rồi.
Biết cái gì? Mách là chị có người yêu. Này, ai bảo đấy là người yêu chị? Chắc chắn rồi. Sinh nhật này, con trai này, xong rồi vừa chuẩn bị bánh kem, vừa chuẩn bị quà này, lại còn viết thư nữa chứ. Đừng có mà nói linh tinh nha. Thực ra đây là bạn cùng lớp, nhưng mà chị chẳng thích bạn này đâu. Không thích mà chuẩn bị bao nhiêu quà? Thì bạn cùng lớp chả lấy sinh nhật không tặng quà người ta nói cho, đúng không? Lại còn ngồi gần nhau nữa nên là thôi chị chuẩn bị này sơ sơ thôi. Chứ nếu mà người chị thích á, chị cho cái bánh kem to đùng luôn. Thế à, hóa ra người này chị ghét. Ghét lắm, hay là mình viết là đồ đáng ghét. Đúng rồi, viết đi, chị viết như thế đi. Biết rồi, cho sticker đi. Chúc mừng sinh nhật bạn Duy. Bạn Duy rất là đẹp trai. Thì mình phải chúc bạn ấy cái gì ta? Mình vẽ hai trái tim ở đây nữa cơ. Đó. Hai trái tim lồng vào nhau đi. Chúc mừng sinh nhật bạn Duy. Chúc bạn luôn đẹp trai. Đẹp quá. Có nụ cười tỏa nắng. Cái gì mà tỏa nắng đấy chị? Em xem nào. Không xem. Xem tí. Tỏa nắng gì đâu, chị bảo là bạn đừng có mà bắt nạt tớ, tớ về tớ mách mẹ thôi. Thế bạn này hay bắt nạt chị lắm à? Ghét nhở. Kẻ thù của chị cũng là kẻ thù của em. Ghét lắm luôn á. Ghét thế. Đây là chút tấm lòng của tớ, mong bạn nhận. Mình có cách rồi. Mong bạn nhận nha. Xem gì? Em xem gì đâu? Đừng có mà xem. Đấy. Bao giờ chị đi sinh nhật? Một lúc nữa. Thế à? Em thấy cái quà này có ok la không? Em thấy chưa ok lắm đâu. Nhưng mà tí nữa em sẽ giúp chị. Em làm gì mà giúp chị? Không có gì. Trẻ con có biết gì đâu. Đợi đây nha, chị vào uống nước. Em có uống không chị lấy cho? Không, em không uống nước. Thế ngồi đây nhớ chưa? Vâng, em biết rồi. Mình sẽ giúp chị Tuyết mới được. Lần này không thể nào mà để chị Tuyết chị bảo mình là phá đám được. Người này là kẻ thù của chị Tuyết, cũng coi như là kẻ thù của mình. Dám bắt nạt chị Tuyết của mình à? Hôm nay sinh nhật đúng không? Trời. Sinh nhật, người hay bắt nạt người khác không xứng đáng có quà sinh nhật. Mình sẽ phá cái quà này đi để xem á. Chắn là người này sẽ không được quà sinh nhật gì hết. Wow, thế nào, chị Tuyết tặng cái gì đấy? Đúng là toàn là xương mà. Ngon thế này. Chị Tuyết tặng quà kẻ thù hay bắt nạt gì mà sao ngon vậy? Lấy bớt đi. Mình lấy hết kẹo ra cho cái khúc vỏ không. Đúng rồi. Đây, này để đây. Cái này. Tí nữa mình sẽ cho cái bánh sinh nhật này vào trong đấy. Trời ơi. Ây da. Nha. Dám bắt nạt chị Tuyết của ta. Bây giờ mình sẽ cho biết tay luôn. Nào, để xem bánh chị Tuyết chọn ngon không. Ngon đấy nhở. Như thế này mới đúng là sinh nhật của kẻ thù chứ. Thế nữa bạn chị Tuyết mở ra kiểu gì cũng bất ngờ cho mà xem. Na bụng quá. Thế là xong món quà dành cho bạn của chị Tuyết rồi. Kiểu này tí về chị Tuyết sẽ phải cảm ơn mình cho mà xem. Đây. Rồi, lúc nãy không vừa, bây giờ vừa nè. Yeah, quan hồ. Làm gì đấy? Em chuẩn bị quà cho chị. Bánh kem em cho vào đây rồi. Thế à? Vâng ạ. Phải thế chứ, chị cảm ơn nha. Không có gì đâu chị ạ. Rồi, bây giờ chị giao nhiệm vụ cho em nhá. Nhiệm vụ em gì chỉ cần ngồi ở đây im và không làm gì cả.
để cho chị á đi qua tặng quà cho bạn chị một tí rồi chị về luôn. Được à, chị cứ đi đi, xong em ở nhà em đợi nhá. Có gì hay về phải kể cho em nhá. Chị biết rồi, nhớ ngồi im đây nhá. Vâng ạ. Chắc chắn á, tí nữa về chị Tuyết sẽ thưởng cho mình này. Xong rồi là cảm ơn mình rối rít luôn. Duy ơi, Duy. Gì đây Tuyết ơi? Hôm nay sang nhà tớ chơi đấy à? Tớ bảo này, hôm nay á, hôm nay là sinh nhật của bạn đúng không? Ồ, bạn cũng nhớ sinh nhật tớ á? Nhớ chứ sao không? Tớ vòng luôn vào lịch đấy. Thế á? Ờ. Tớ sang đây quá, chuyện gì nào? Tớ tặng bạn này. Ơi, có quà sinh nhật luôn á? Ui. Tặng bạn ấy. Mà tớ bảo nhá, tối hôm nay bố mẹ tớ tổ chức sinh nhật cho tớ ấy. Tớ mời bạn sang sinh nhật cùng tớ nhá. Tối nay à? Ừ. Thế thì để tí nữa về tớ chọn váy với cả trang điểm luôn. Ôi giời ơi, bạn mặc gì cũng đẹp mà. Thế thế nào? Bạn xem đi. À, chúc mừng sinh nhật bạn Di. Chúc bạn luôn đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng. Tuổi mới vui vẻ nhá. Đây là chút tấm lòng của tớ, mong bạn nhận nhá. Tuyết Tuyết. Tớ cảm ơn Tuyết nhá. Không có gì đâu. Để tớ xem nào. Bạn xem đi. Còn gì nữa đâu. Gì đây? Bánh đó. Bánh sinh nhật thì ăn một nửa rồi. Ơ à, cái gì? Cái hộp quà. Hộp quà có cái gì đâu? Ở đây là toàn cái đồ giống như đồ bỏ đi ấy. Ơ à. Trời ơi. Ơ à, cái bánh của tớ. Thì ra đây là tấm lòng của bạn nè. Không, ôi, không phải đâu. Tớ cứ tưởng như thế nào. Thành ra cái gì? Bánh sinh nhật thì ăn hết một nửa rồi. Xong rồi bánh kẹo thì lại chả có gì có đúng không? Thôi tớ trả bạn đây này. Này, đây tớ trả bạn cái tấm lòng của bạn đấy. Ơ, Duy ơi. Sao lại thế này? Rõ ràng là mình đã chuẩn bị một cái bánh rất là đẹp mà. Sao lại thế? Duy ơi, tớ bảo. Không phải sang nữa đâu nhá. Bạn đừng sang đây nữa. Hả? Bực mình đó anh nhỏ, rõ mình chuẩn bị mà. À, chắc chắn là con bé Hằng đây mà. Lúc nãy thảo nào thấy lăm lê cái hộp của mình, thèm anh bánh sinh nhật thấy là ăn của mình luôn đấy mà. Tức thật đấy. Chị về rồi à? Nhìn đi, đây có phải là tác phẩm của em không? Tác phẩm. Chị kể lại sắc mặt của cái người đấy đi. Kể cái gì mà kể, tại sao em dám ăn bánh của chị rồi lấy hết bánh kẹo của chị đâu rồi hả? Chị ơi, ai bảo chị bảo là cái người đấy suốt ngày bắt nạt chị. Em phải trừng trị người đấy. Chị của em á, mà người đấy dám bắt nạt à? Bạn của chị như thế à, đáng đời luôn chị ạ. Ai bảo em, anh nhờ em là phải bắt nạt bạn chị hả? Em có biết bạn đấy là bạn thân nhất của chị không? Chị rất là quý bạn đấy, chị ấy là crush của chị đấy. Ơ, bạn crush của chị á? Ai bảo em thèm động vào đồ của chị làm gì hả? Thế sao chị lại bảo là cái người đấy suốt ngày bắt nạt chị nên em mới như thế? Thế cái gì đã bảo là đi sang đây là ngoan rồi, lần nào đi sang đây cũng phá đám, lần này á phá đám hết cả sinh nhật của bạn chị rồi. Đáng lý là tối nay chị được mặc váy lung linh để đi sang đấy á, đi dự tiệc sinh nhật của bạn ấy đấy, nhưng mà chỉ vì cái bánh thôi, bạn ấy không cho chị sang nữa. Thì tất cả cũng là tại chị chứ. Tại em. Tại chị bảo là người này suốt ngày bắt nạt, thì ngay lúc đầu chị bảo là đấy là group của chị đi thì em đỡ phải làm như vậy. Thế thì ngay từ đầu em bảo mẹ em là đừng có mang em sang đây thì có phải đỡ hơn như này không hả? Lần nào cũng sao mà em sẽ nghe lời chị. Chị đã bảo là chị thích nói gì nói, nhưng mà chị có cho em động vào đồ của chị đâu. Bánh kẹo đâu hết rồi? Đây. Đưa đây. Em xin lỗi chị. Lỗi cái gì mà lỗi, bảo mẹ em đền cho chị nha. Thì em không biết đâu, tại chị nói là. Không cho đấy. Ghét cái mặt. Đứng lên đi về. Chị chả có chị em gì nữa cả. Tình chị em chúng ta tan vỡ từ đây. Đứng lên. Nhưng mà mẹ em chưa về. Kệ, chị lấy về sau rồi chị nhốt ở trong nhà. Em xin lỗi. Hay là chị đưa em sang nhà bạn của chị để em giải thích cho. Giải thích chắc gì bạn ấy nghe, em đi xem. Thì chị đưa em đi, xong rồi em sẽ giải thích. Chứ chị đừng bắt em về nhà. Bây giờ về nhà một mình em cũng sợ nữa. Thôi cũng được, đứng lên để xem tùy tâm bạn ấy có tha thứ cho chị không. Nếu bạn ấy không tha thứ cho chị á, chị cũng không tha thứ cho em đâu. Đứng lên. Vâng.